ra thế mày phải hỏi cô bằng tương đây tuổi đầu rồi, mày phải hỏi cô gì chú bác, con ông lợi nhà cháu, bà lợi nhà cháu, bố cháu là gì. Thế bây giờ mày đi lấy chồng hay mai kia mày đẻ con mày, mày đẻ cháu mày không biết mày đặt tên chúng tao thì làm cái chó nào hả con ngu. Con xin lỗi con. Lên là mày ngu, mãi mãi mày vẫn ngu. Còn tao nói mày biết này này. Đạo đời khác nhau muốn quyển kinh cái sách. Cởi bộ quần áo ra đều có lồn, có vú, có chim, có cỏ. Nha. Không phải là không. Đây mày nghe nghe sự thật hay là mày muốn là lịch bợ chúng mày? Không ạ, con muốn sự thật ạ. À sự thật ạ. Con kia bỏ điện thoại ra chỗ khác. Không thể chó vào mặt cụ được. Con chồng bỏ, chồng chê, chồng bê, chồng bách á. Bây giờ mày về bên này. Mày về nhà tao, mày ở, mày đi lấy chồng. Đáng nhẽ mày xuất giá tổng phu, xuất phu tổng phu. Mày về nhà mình, nhà chồng nhà mày. Mới là đúng. Mày lấy chồng thôi thì chúng mày nghèo. Chúng mày về đi ở rẻ nhà các cụ. Đất nhà các cụ cho, các cụ không tiếc. Con rể, con trai, con gái, các cháu khó khăn các cụ cho cũng được. Nhưng về đây ở phải biết tôn trọng các cụ. Phải biết chấp lễ với cụ ngoại ơi. Ông bà ơi, giờ vợ chồng con khó khăn, kinh tế điều kiện gia đình nhà chồng con không có. Con về đây núp bóng dựa các cụ thì các cụ độ cho con. Bây giờ con lấy chồng bên Thiên Chúa Giáo. Thì thôi con về đây các cụ thương con để đánh chữ đại xá cho con về đây con ở con thờ cả hai họ ạ. Và thắp nhang lên bắt con trai nhà mày, con gái nhà mày, con dâu nhà mày để tôn trọng các cụ. Khấn cụ lợi rồi khấn cụ ngoại. Còn bây giờ như ta nói mày biết, sống ở trên trần hai con đi thông gia với nhau không hợp còn cãi nhau bỏ bố, chứ đừng nghĩ là ngồi chung bàn thờ nha. Ở chung một nhà, nhớ chưa? Bây giờ đang mày đang chồng nhà mày là ở rẻ, nhớ chưa? Mà bây giờ mà đến các cụ nhà mày đến, tao bảo là đất nhà tôi, nhà tôi, các cụ không được vào, cũng không làm gì chúng ta. Nha. Thế thì bây giờ tại sao cưới con mày, mày không bảo con mày lễ cho chúng ta? Con trai con gái mày mà không kêu cầu chứ nên trốn. Rồi mày phạm vào phần nhà chúng tao. Thế rồi mày thờ Thiên Chúa Giáo, mày cũng phải hỏi ý kiến chúng tao. Nào cụ ơi, bây giờ thế này con có thờ lập bàn thờ Thiên Chúa Giáo rồi để thờ Chúa, thờ mấy gì của mày đấy là việc của nhà chồng. Mày hỏi các cụ một câu, thế bây giờ mày không hỏi lăng gì cả. Thế bây giờ con này mày thấy nè, mẹ con này gia đình mày có thấy lục đục không cháu? Thế các cháu có bỏ chồng không? À, thế có chuẩn bị bỏ vợ không? Có. Hả? Có. Tao hỏi mày đâu? Mồm mày đâu? Mày đừng nghĩ là mày đọc kinh Thiên Chúa Giáo mà không trả lời tao đâu. Tao mới trả lời tao. Tao hỏi mày phải trả lời. Chứ không thì để mẹ mày trả lời được. Tao hỏi mày mày phải trả lời. Tao hỏi mẹ mày trả lời. Thế đến bây giờ đấy. 51988 nhá. Mày đẻ thêm như người ta, mày kêu cầu ông bà thôi, vợ chồng con vất vả, con xin các cụ cho con thêm đứa nữa thì sau này có nê hết có tẻ rồi thì cụ cho con thêm tí nữa cho nó có ông anh đông em. Giờ cụ ơi, có vợ phạm vào gì cụ ơi vuốt ve che chở chúng con, mày có kêu đâu. 588 năm đấy là 88, tao nhớ là 588 có đúng không con kia? Mày biết 588 tao đang nói cái gì à? Nó không nhớ, nó nghe cụ nói thôi. Thế mà mày vâng lột mày ảnh. Tao nghe cụ nói có cái con. Vâng, nó phải vâng chuẩn. Chứ vâng bừa, vâng vãi không bằng. 88 là sao ạ? 98 là 98 là đấy, cái năm đấy là làm sao ạ? Vừa ấy cụ nói mày không nghe à? Thì xin thêm là đẻ thêm đứa lứa. Em nghĩa đấy à? Trẻ em mày em tao à? Mày con này đỡ mày họ nhà đỡ. Thế nhưng không họ nhà mày họ nhà tao, nó không thể họ nhà tao được, có phải các cụ? Vì chúng mày chỉ là ăn ở tại đất của cụ thôi, chứ không phải là họ của cụ. Chúng mày chỉ liên quan dây dưa rễ mái với cụ thôi.
Vì mẹ mày đi lấy chồng chứ mà không phải các cụ. Thế nên là bây giờ đẻ thêm, mày nhìn thấy nó có giống thần kinh chưa? Tỏi mày nó như thần kinh chưa? Không cần vâng. Cụ ơi cháu bị rồi hay là chưa bị? Vâng vâng vâng. Vâng cháy à? Cháu bị rồi cụ ạ. Nó bị thần kinh chưa? Bị rồi cụ ạ. Cháu bị rồi thưa cụ, cháu. Nó bị. Hả? Cháu có bị rồi ạ. Nó có nằm đấy không? Cháu có. Nó không đi lại à? Cháu không ạ. Đấy, nên là nói phải dứt khoát và bỏ cái tay ở mõm xuống. Đừng ngồi với các cụ mà mặt vinh mà lộn làm cho tao. Ngồi phải tôn trọng. Một là bỏ tay xuống. Hai ngồi thế này kiểu như là khinh rẻ nhau. Đi kéo luôn cho bố mặt. Cái lại đàn bà thế này không có buồn mấy rồi đâu. Cụ ơi cháu nó trẻ người non dạ, cháu nó xin cụ rồi. Dù nào đây chỉ khác nhau của kinh cái sách thôi. Bên đạo nhà mày cứ bảo là Giê-xu ma lạy Chúa tôi, nhưng cứ chưa bảo không bỏ nhau. Bây giờ bên nhà mày bỏ nhau chứ trẻ trẻ gì. Bên nhà mày cứ kêu là không chịu xăng. Đi mẹ mà không chịu xăng thì cái loại chúng mày nằm rất trời dưới xuống chơi bời bạc bạc đúng phá ra trí tử. Không chừng chúng mày thì để làm mã tổ cho chúng tao. Thằng Dũng đâu? Dạ cháu nó hôm nay công việc. Mày điện cho thằng Dũng. Nếu không thay đổi tao sẽ cho vỡ lỡ. Vâng thôi. Mà tao còn cho vợ là bỏ luôn. Vâng. Bây giờ vợ chồng thằng Dũng đang trên đà vỡ lỡ và bỏ nhau. Vâng. Vợ một lời chồng một léo. Vâng. Thưa cụ đúng như thế à? Thôi thì cụ thưa mày, mày con gái nhà mày không được ăn nói. Vâng. Thưa cụ mày, người ta chồng bỏ chồng chê chồng bếp thì cụ ơi, thấy bao nhiêu những người người ta biết ăn biết nói thì mình nhanh cái mõm mở cái halo ra. Mày đừng nghĩ là bên đạo nhà mày. Đạo nhà mày mày thích đọc kinh gì cũng đọc cho bên đấy. Khi ở nhà mày về nhà cụ là cụ phải biết. Vâng. Cụ ơi con xin lỗi cụ ở cái chỗ này, cháu nó trẻ người non dạ, thôi cụ tha thứ cho cháu thì thôi cháu nó thế. Còn mày à, thế à. Mày đạo mình trả ra đạo đời, mình trả ra đời được bóng, mình trả ra được bóng à. thế cụ con muốn hôm nay con gặp cụ. Thế nên là tao hỏi mày, đạo mày cũng không theo đạo đời, mày cũng không theo đời à? Con mày rửa rửa dưng dưng mày ê như con giả. Vâng con có theo hai nơi ạ. À. Mày theo này bây giờ mày phải ấy cho đến dứt khoát. Vâng. Đồng bóng chứ không cho đồng bóng, giảm cho giảm. Vâng. Thưa cụ nhà con có ma cả gì không ạ? Vẫn không nhà của. Đưa xem nào. Mày cứ đưa đây xem bố mày có sao lại lừa cụ sao? Đây bố cháu đó ạ. Tao bảo mày điện cho thằng Dũng rồi, tao bảo mày điện cho bố mày đâu. Bố cháu và thằng Dũng không nhà, nó điện cho qua mày bố cháu không nhà. Thằng Dũng nó đâu rồi? Thằng Dũng ơi, chỗ hôm nay vợ chồng nó bỏ đâu tòa giải quyết nghe ở trang là tòa. Đấy, tao đã bảo rồi mà. Thế sao không có số máy của thằng Dũng à? Có. Cái số máy của nó bây giờ nó đang ở tòa thì cái hồi tắt máy gì chứ. Bây giờ về nhà về cửa, bây giờ là tao nói cho con nghe này này. Thằng Dũng bây giờ có khi là vỡ lở đến nơi rồi. Vâng. Thằng Dũng nợ nhiều lắm. Vâng. Thế con muốn. Bây giờ thằng Dũng đang từ Lam trốn về Bắc đấy. Vâng. Con... chứ không phải là nó tự nhiên nó về Bắc đâu. Vâng. Con muốn là con thương. Thế nên là bây giờ đây tao đang tính thế này này. Bây giờ tốt nhất bảo thằng Dũng là bây giờ đây. Bây giờ đây làm cái gì thì làm cũng phải biết đường mà kêu cầu. Vợ chồng bây giờ đây nợ lần thì đã nợ rồi. Bác cháu lóng hút vùng quanh công nợ giả dân. Bây giờ vợ chồng nó ở ra tòa, kể cả ra tòa nếu thằng Dũng mà biết ăn năn hối lỗi, tao sẽ về tao độ cho thằng Dũng với thằng Hùng với thằng Sơn mấy thằng ấy, nghe chưa? Vâng. Rồi thằng ấy nghĩa nhà mày, hiểu chưa? Vâng. Cho các cháu thay đổi tính nết rồi khỏe mạnh, đỡ đần ổn ốm đỡ đau. Vì không phải là các cụ làm cho các con các cháu thế này, mà ở đất của cụ ngoại phạm âm phạm dương thì khổ ra. Vâng. Thế thằng Dũng đâu? Thằng Dũng thì khổ như thế. Thế thằng Hùng đâu? Thằng Hùng đâu rồi? Cháu ở Hà Nội ạ. À. Có cần cụ cho thằng Hùng xuống đây không? Thưa cụ ạ, à, con xin cụ đừng cho cháu đi, cháu... Tao đang hỏi nó, hỏi mày, tao hỏi cái Thúy tao hỏi mày ạ. Cụ phải cho cháu cụ ở trên để cho cháu lấy, nhưng cụ phải cho cháu với cụ. Thế thì mày phải mở mồm. Mày phải mở mồm, cụ ơi, cụ thương với cả thằng Hùng nhà cháu với.
Rồi là cụ ơi, cụ độ cho thằng Sơn nhà cháu với, cụ độ cho em Nghĩa nhà cháu với. Hay là cụ độ thế này thế kia, chứ bây giờ không mở mồm ra. Các cụ người ta có câu rồi, con có đói thì phải khóc thì bố mẹ mới biết cho mà ăn nhá. Bây giờ đây không nói ra lại bảo là các cụ không nói. Thế bây giờ đây giờ cuộc sống các con các cháu nhà mình sẽ ra sao? Còn bây giờ đây cháu ngoại nhà mày, bây giờ đây vợ chồng chúng nó bỏ nhau, con cái cháu ngoại mày mới khó. Rồi bây giờ tao nói cháu Thúy này, nếu mày mà không biết được kêu cầu các cụ bên ngoại, mày có ở thì mai mốt con trai này cũng không đậu cho nữa, cuộc sống mày sẽ ra sao? Chứ đừng có nói mỗi chữ vâng. Xong thôi, khi nào cậu bảo cháu xin lỗi cậu rồi. Cháu nó xin rồi thôi. Mà vâng như bánh đa lướng. Xin lỗi rồi, cháu nó xin lỗi rồi cụ ạ. Thế nên là cái Thúy nhà mày nó ngon quá, nên được nhà chồng nó quy nó cho về nơi sản xuất. Đấy, thấy có đau khổ không? Vâng. Đấy, giờ con cái giờ dân nào người ta sẽ cười vào mặt vợ chồng mày. Vâng. Người ta không biết nguyên nhân tại đâu, người ta bảo con dai, con gái vỡ lợ bỏ chồng. Lỗi đau đấy là đớn đau nhất, là dân nàng ở quê hương người ta nói câu này đau hơn là loạn giái. Thế nên đạo đời khác nhau, quyển kinh cái sách chứ không đều bằng xương bằng thịt cá. Thế nên là bây giờ tôi nói cho anh chị biết, nếu anh chị mà bảo cháu Dũng ngay như thế, bảo cháu là thôi không chơi bời đàn đúng không hê vớ vẩn gì nữa, thay đổi tính nết đi để mà trở thành một con người nương thiện. Còn con nhà cái Thúy, mày cũng phải bảo con nhà nó đi, chứ tao thấy con nhà cái Thúy nó ngoan đến nỗi mà nó xăm chỗ tao nhìn thấy là tao đã vào phật ớn nó rồi. Ôi, nó đi trộm con không biết, để con nói nó là xăm rồi. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ với nhà mình. Tao nói thì chúng mày bảo là các cụ chết rồi, các cụ đã làm hộ tôi cái đéo gì mà cười. Nhưng tao nói là lợi cho nhà chúng mày, vì chúng may là đều không nhịn được nhau. Ông cũng gớm, bà cũng ghê, bỏ nhau sớm, không dạy được con. Nó thích đi chơi, nó thích làm gì đấy việc của nó. Tao nói mày biết nhá, kể cả con nhà mày đi xăm mà cái cánh tay xanh ghen khi ở cánh tay, mà con nhà mày xăm không phải xăm một chỗ đâu, mà cái cánh tay nó xăm cái cánh tay bên trái nhiều lắm. Từ đây đây này nha. Bất cứ các cháu hư như thế nào cụ để biết nha. Bởi vì chúng ta người đàn bà vợ, đàn ông và đàn bà lấy nhau mà không cố nhịn đi thì đứa con mình sẽ là tài lạc của xã hội sau này. Thế nên vợ phải nhịn chồng, chồng nhịn vợ. Hoặc là chồng nó có như thế nào, mình cắn răng, mình cố gắng đi, mình chịu đựng đi, trời đất người ta sẽ phù hộ cho chúng ta. Chúa của chúng mày cũng ban cho chúng mày. Thế rồi con cái chúng mày mới không chơi bởi nếu láo. Lấy mày ngẫm đi, tao nói đúng hay nói sai mà Thúy? Đấy. Thế nên là bây giờ mới vâng. Thế nên là đấy, khi gặp các cụ rồi, chưa gặp thì chưa biết Thái Sơn. Gặp rồi mới bảo mẹ mày tao khổ thân tao thế này. Thế nên là bây giờ đấy, bảo con đây, cái nhà mày là phải biết được biết nối, không là sau này là khổ các cháu ra, khổ con khổ cháu, rồi các cháu nó chơi bời đàn đúm, rồi cuộc sống các con sẽ ra sao, rồi nó đi vào băng đảng xã hội đen, rồi nó đi vào đây đó, rồi cuộc đời nhà mình rồi ba chìm bảy lội chín cái nhấp nhơ. Thưa cụ là nhà con có cái chướng thì thế nên là bây giờ vừa rồi trước khi đi tìm tao đã đi xem bói về đấy. Đi xem bói người ta bảo có nghiệp chướng, chả có nghiệp chướng gì cả. Vâng, đấy. Mà đây nè, ăn ở là phải xin các cụ kêu cầu đầu tiên. Đây xem là sai ở đâu thì mình sửa. Vâng. Chứ không phải là mình là đây nghiệp chướng, cứ đi xem ở đâu lại bảo nghiệp chướng, đi đâu lại bảo nghiệp chướng. Vâng. Hiểu chưa? Con hiểu rồi, thưa các cụ. Cháu. Vâng, con hiểu rồi. Thưa cụ là cái mộ mẹ của con đấy là số con đúng ở... Chả mộ bu mày thì mộ hàng xóm. Thế còn bốn ông con trai thế à? Nên là về nhà về cửa, ta có nói với các con các cháu này này, mình đúng căn quả thì mình đi đền đi chùa đi phủ tao không cấm. Vâng. Nhưng đây nhà mình đấy,
vợ con bây giờ đã là cái gì, nói ra thì bảo chúng mày thông cảm cho tao, chứ không thì bảo là tao soi mói chuyện gia đình nhà chúng mày. Thôi cụ, vừa con không biết đi chỗ lấy chồng bên Thiên Chúa giáo. Vâng. Là người ta bảo lấy chồng theo thói nhà chồng, nghe chưa? Nhưng mà vợ mày này không theo thói nhà chồng, cúng bái lung tung tùng phèn, xong này còn thế nào? Có phải bên đời đâu, bây giờ đã theo bên Thiên Chúa giáo rồi thì phải theo bên đấy, sống chết phải theo người ta. Còn cụ ngoại nhà mình cũng cũng bình thường như bao nhiêu nhà khác. Bây giờ vợ mày mày biết sai ở đâu không, nghiệp ở đâu mà ra? Vợ mày có đẹp quá, có xinh quá rồi, ôi có xinh quá, có bán tài kết lập cho gia đình chúng con. Như con có thế giàu chúng mày suốt ngày đi sổ đi phịt đàm đúm. Chúng con mày bây giờ cái cuộc đời con cái cháu chắc mới khổ như thế này. Con đây có đi phủ đâu hả cụ? Tao bảo mày không, ai tao bảo ai? Mày phải biết hả? Vâng. Mày biết tao bảo đang nói ai chưa? À con biết rồi, con hiểu rồi. Vâng, con xin lỗi, con tưởng đây có con phải máu mủ nha mày không? Vâng. Con xin lỗi ạ, con hiểu nhầm một chút. Tao không bảo mày. Vâng, đúng rồi, con hiểu rồi. Mà tao bảo đây mày biết là ai chưa? Con biết rồi, đây ạ. Hà Thúy. Vâng. Có phải là cháu không? Thế nên là các cháu là bên Thiên Chúa giáo, đạo ở bên đấy đi lấy chồng cho phải gieo nhà người ta, có phải các cụ? Vâng. Chứ không phải bây giờ tiền không có của thì không, cô xinh quá, cô đẹp quá thì là cứ tưng này. Xong rồi đây các cháu căn quả đúng, các cháu không sai. Nhưng nếu các cháu căn quả mà không đúng, các cháu sẽ lụng bại nên con cháu sẽ không bao giờ dạy nữa. Cháu nói con Thúy biết. Có đúng không? Vâng ạ, dạ thưa con thấy. Có đúng không hả chị Thúy? Nói ra thì chị bảo là con đi nhảy mặc của con, tiền của con. Ừ thì cho Thiên Nga mày, tiền của tao đâu? Bây giờ con bỏ nó. Tao không biết mày bỏ, không có việc của mày. Không liên quan đến tao. Cô khuyên con. Tao chịu, bó tay chấm con hết phim. Cô ơi, trong vườn con có ma cả thì nó mời con đi xem bói, nó cứ bảo có ma. Nó cũng bảy con ma. Không có con ma nào cả. Vâng. Mà chỉ có mỗi một con ma là con ma bây giờ bỏ chồng. Nó về nó đi nhảy tăng tăng. Thế rồi tội lỗi con cái mày. Ví dụ vợ chồng mày bảo Thúy ơi, mẹ không đồng ý con thế đâu. Con là bên Thiên Chúa giáo, con không được đi nhảy đồng mà phố, con không được nhảy nhót múa may quay quăng. Bây giờ cha đạo người ta nói cho. Còn bây giờ bên đời mà đi ấy và làm dễ phép người ta cũng cười cho, có phải không? Mình đúng đạo nào mình đi theo đạo đấy. Đạo Chúa Trời là không được theo. Trần đời gian này chỉ có đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo thôi nhá. Đạo nào cũng bảo con cái ăn lành. Mà bây giờ mày đi mỗi một lần mày đi phủ đi phỉ, mày vay mượn mày nhảy ngót, thế mày không nghĩ sau này con này giả lợ hay ai giả lợ đấy? Con xin lỗi. Tiền đâu? Còn đi vay rồi. Giờ nó không đi nữa. Thế nên là đây, nghiệp nhà mày từ đây và tạo ra. Vâng. Xuất đi rồi, không biết ăn ở là xuất về. Thưa cụ, nó con bảo cháu như nó đánh đá cá cày nồn sẩy va đá lộn vá xi măng nồn chằng xe đạp đáo đinh không xôn. Nghiệp ở chỗ này là vâng, thưa cụ. Lên nhà mày đi xem bói. Thầy bói bao giờ nhà mày là trong nhà mày, trong vườn nhà mày có 7 con ma, nhà mày đang có cái nghiệp chướng nặng lẻ. Vâng. Nghiệp chướng chính là con gái của mày. Con nói cháu ra nó không nghe cô ạ. Thế lên là bây giờ cuộc sống ra đời nó mới điêu vẹo như thế nào. Thế bây giờ làm cách bởi vì anh là Thiên Chúa giáo mà anh đi nhảy đồng nhảy phủ là trời đất đi, là bên cha Thiên Chúa giáo đấy là người ta ê phép người ta sẽ cho mày đi khổ, con đi khổ, anh em nhà đi khổ, bố mẹ mày không bảo được con cái thì phải gánh tóc chân chặt vào. Cụ ơi, thế kéo chưa? Còn bà đây đi vào phố, người ta vỗ bà, người ta khen bà. Nhưng bà đi vay mượn, bà có tiền không? Bà có tiền mặt không? Bà đi vay tiền người ta. Bà mở phố bà hay nhảy đồng. Bà nhảy đồng, nhảy cốt. Nhưng tiền đấy đi vay đi mượn. Thế mai kia con này mày, bây giờ con này mày xăm chỗ là đại ca. Thế mai kia, ê, rồi cầm đầu băng đảng rồi núp đấy. Thế nào thì cuộc đời mày sẽ ra sao?
ngay như mày không ra gì nên con này mới xăm chỗ, mày có bảo được con mày không? Đấy, tao nói cho mẹ con mày biết. Bây giờ cháu nó xin lỗi cụ là nó bỏ cái bỏ ai không tao không biết, không liên quan tới chúng ta, bởi vì chúng mày ở đất này chúng ta, tao không cần cái đó, không thấy các cụ. Còn nếu chúng mày không dây dưa đến gia đình nhà tao, chúng mày không ở gia đình nhà tao, chúng mày ở chỗ khác thì không liên quan, chúng tao đỡ sức đầu biết đít các cụ. Ông ơi con xin lỗi ạ, vì như này con đi ra, vì con đi xem người ta cứ bảo đợt con bị ốm quá nghĩa viện nọ kia không khỏi, con đi xem là người ta bảo con là cái căn như quả là phải đi nọ thì kia, thì con cũng chỉ tin vào thầy thôi. Thế thì đời mày từ lúc đấy mày làm gieo gió nên mày từ ngày đấy mày làm bố mẹ mày có khổ. Từ lúc đấy mày làm đến giờ là con làm lúc đài xuống hết. Kinh tế điều kiện các em vỡ lỡ cãi nhau trí chóe, con mày hư, bố mẹ mày suy nghĩ. Tất cả vì cháu đây là cụ. Còn đi thầy bà xem bói thì ấy, người ta có biết như lên gọi chúng tao, chúng tao còn biết mày là bên đạo hay bên đời. Đến đây đều bằng con người, bằng xương, bằng thịt, ai ta biết đạo hay đời. Hiểu chưa? Thế mà ai biết là mày đạo mày đi nhảy phố, có phải các cụ? Vâng ạ. Thế bây giờ thôi con xin cụ, con bây giờ con từ bỏ thì thôi rồi cụ các cụ. Mày làm lụi hết gia đình rồi, chính vợ chồng thằng Dũng ngày nay vỡ lỡ, bỏ nhau cũng tại ở mày. Mà con mày xăm trỏ cũng tại ở mày. Thế bây giờ như nào cụ bảo mẹ con nhà con mấy thì chiều em béo bảo. Chị tài chị này, xin cờ. Chị cười, quán đánh cái tivi, cái chó vào mõm đấy, hết nhà, thế là tiền cứ tưng 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 nhau tiền đấy, toàn là tiền đi vay lãi ngay. Ôi con xin cô, mày tao có nói này mày nghe này, bố mẹ mày hiền lành, đẻ ra cái lũ quỷ này là khốn làm nhất trần gian, đau lòng đau chim người ta. Nói ra thì bảo các cụ chửi bậy chỉ sằng, nhưng đúng của lạ. Bám rãi mày bám rãi bố cho mẹ, khổ đến già. Mày đi lấy chồng mày không báo đơn yếu cho người ta, mày còn mang con mày về nhà người ta, xong mày về nhà đây mày làm nghiệp ở nhà người ta. Đấy khổ thế cụ nhỉ. Mày xin lỗi cụ đi. Xin lỗi không giải quyết được. Mà phải là cái óc chó của quý. Vâng, cô bây giờ nói như thế nào thì cụ bảo mẹ con nhà con thì thôi thì cụ để cụ gỡ cho mẹ con nhà con. Bây giờ có con thế lên nào đây cứ khấn. Bây giờ tao nói mày biết bây giờ. Thằng Nghĩa nhà mày mày nhìn chưa? Em mày làm đấy năm nay 23 tuổi đầu, em mày làm đấy em mày như thế, thần kinh gì em mày như thế, mày thế. Mày làm chị mày nghĩ thế nào? Đầu óc à, có vấn đề. Đáng lẽ cái tiền trình đồng mở phủ tung bay khói lửa đấy. Mày không phải đi đâu cả, nhà mày thiên chúa giáo. Từ thiện đâu không biết từ thiện, nhảy đâu không biết nhảy, phải là giúp cho gia đình nhà mày đỡ vỡ lợ kìa. Giúp lấy cái tiền đấy mà nuôi cái thằng Nghĩa nhà này này. Thế nhưng mà thôi là con cái mày đấy là chứ còn đi vay mà nhảy ấy chẳng ai ta ưa, có phải các cụ? Mày được mà tiền thực tế của mày chứ. Vâng cụ ơi, thế nhưng bây giờ thôi thì con chót dại rồi con xin. Thế nhưng bây giờ nhà cái nhà mà nhà con trên nhà con mẹ con cho con ở ấy để con thờ các cụ đấy, nhưng bây giờ thì còn bây giờ cụ bảo con là theo chú giáo thì con bây giờ vẫn cứ thờ chú đấy các cụ về được không? Chẳng ai thờ được ấy, thờ trên chú giáo chúng ta. Nhưng bây giờ tao hỏi mày là cái chỗ thờ điện đờ đó mới kìa. Không, con không thờ điện cái gì. Cái thờ tam tòa cái kìa. Không, con không thờ gì ở nhà. Con chỉ thế sao thờ thôi. Dối tung beng tí bèng lên như thế. Con chỉ thờ các cụ thôi. Thờ trên, thờ dưới thế này để làm gì? Đâu, có đâu, trên dưới đâu. Ôi giời ơi, thờ lung tung tùng phèng này cả. Thế bây giờ cụ ở cái đất mà cụ chờ mẹ con bố mẹ con cho con ở để thờ các cụ đấy thì có được không cụ? Là con cho cháu gái nó thờ về đằng ngoại có được không cụ? Lo thờ ấy không, tao không quan trọng. Vâng. Mà quan trọng nhất là bây giờ làm thế nào để cho thằng Dũng vợ chồng về với nhau. Thế thì cũng được. Làm không? Như thế nào để cho thằng Dũng vợ không vỡ lợ nữa để quay vào Sài Gòn làm ăn. Vâng. Cụ cứu mẹ con nhà con. Con cụ bớt. Mày đã xem cái bộ phim này Hãy Đợi Đấy chưa? Ôi con sắm mối con xin cụ. Cụ tha thứ cho mẹ con nhà con. Cụ ơi bây giờ con đã khổ rồi, cụ phải thương phải cứu. Chẳng ai làm mày khổ mà tự mày lấy dây thòng lọng khổ mày lại. Con biết lỗi con rồi. Mày làm khổ bố mẹ mày. Bố mẹ mày còn đứng ra vay mượn cho mày rất nhiều. Nha, có phải anh Kỳ nhỉ? Vâng, đúng ạ. Con chết về nó ấy, của thế vừa nên mất đất vừa mất của vừa mất nhà. Thế nên là đây tao có nói về đẻ con ra
mà nuôi con khôn lớn trưởng thành được đứa con ngoan không sao con ạ. Đẻ phải cái đứa giời ơi đất ơi đau hết cái lồng ra. Vâng. Thôi cháu nó nói ra đi tìm các cụ bảo các cụ nói láo. Thôi chúng ta một con cháu mà mất dạy đi mẹ mày ông cho ăn mũ lồng cho lồng khí lồng gọi là mũ lồng. Đấy cụ cứ dạy bảo con chứ trời nay chúng mày ăn học nhưng mà toàn làm khổ bố khổ mẹ thôi. Cô ạ, con xin cụ rồi, bây giờ cụ cứu mẹ con, mẹ con. Thôi, cháu nó biết ăn ăn hối nỗi rồi. Thôi, từ nay trở đi con bỏ á. Thì thôi, cụ cứu cháu, cụ bỏ hay không? Mày, con hứa, con xin con bỏ á. Thì để cụ phù hộ. Mày, tiền ngay về nhà cho xem nào. Bố mày lại tắt đi, cho đang ngồi nghe, tắt điện dây. Mày, nếu mẹ bố mày, giờ cuộc đời của chúng mày sẽ đi làm đây. Vâng, thế con mấy xong mày còn ngồi kia này, cần cái hớn này. Lại còn đấy thì trưa nay ông ngồi cạnh này này còn hớn lên nhé, bố chân đã đẹp quá thì bản thân mình phải soi gương cho mình đã đẹp chưa này, còn trưa đến nhé, ngủ trưa này ngồi này cứ con xin lỗi cậu đến qua con đi làm đêm tạch đấy, qua con đi làm đêm cậu à, con xin lỗi nhưng mà mày không ngủ đi, mày làm đêm tao có bắt mày làm nó cứ gì chiếc mắt đi một tí để cần tinh sướng. Nhà mày đẹp quá mà còn tự chụp ảnh bây giờ ơi, chụp làm sao được, chụp được cái óc cái trong trái tim mình kia kìa. Đi làm từ thiện không đâu không bằng từ thiện bố mẹ mày đang dục hơn con chó cái nhà này này. Đừng phá ra chi tử cái loại đàn bà con gái đừng làm khổ bán gái bố bán lồn mẹ bán mép lồn mẹ bằng tương đây tuổi đầu vẫn bán mép lồn bố lồn mẹ. Loại con mà bán mép lồn bố lồn mẹ chỉ có khổ. Nha mẹ mày, bố mẹ mày còn lấy đâu mà sung sướng. Bây giờ còn một thằng nằm đấy 23 tuổi đầu không biết cái gì cả. Cụ ơi, con đi xem người ta. Không, thầy bà không cụ ai xem được đây. À giờ cụ soi cho cái... Ở đất nhà mày không có con quỷ nào mà đây có trần mỗi con quỷ Thúy. Vâng, đấy. Bây giờ là con quỷ Thúy này là phải làm thế nào cho nó thay đổi tính lết. Vâng. Sau đó là đi để mà đi vay mượn chỗ nào rồi giả lợ giả lần người ta đi. Vâng. Không đầu chịu khó chịu thương mà làm. Rồi là bây giờ đây về bàn thờ bắt hương bắt khói là thờ. Bây giờ phải thờ sai rồi là phải bó. Bây giờ Thiên Chúa Giáo của bên Thiên Chúa Giáo nhà con thì con thờ trên là có Chúa. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi. Thì dưới thì con lại thờ là tủ tre. Nhưng lại bát hương lại đâm đầu xuống đi Chúa. Thì các con thôi thì bên đạo bên đời cha mẹ ông bà nội ngoại thì các con cứ tôn trọng. Thôi thì Chúa con thờ riêng ra. Đừng chung. Đúng. Nếu nói ra thì bảo chung bàn thờ thì là để tao nói sợ chúng mày này bảo tao là thế này thế kia. Vâng. Bây giờ vợ chồng chúng mày về đất nhà tao, tao nói cho mà nghe thế này này. Không là lúc con này thì bảo cụ không bảo con. Nhớ chưa? Đây là một cái bàn thờ nhà mày. Trên đây là nhà mày thờ cái cúng. Tức là Chúa, Thiên Chúa Giáo. Dạng chân là tay. Nhá. Ở trên này bế 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 đấy. Con hiểu rồi. Dưới là nhà mày là thờ tủ tre. Vâng. Cái tủ chè hai cánh là mở ra đây là. Vâng vâng. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cái kính nhà mày là kính nhà mày là không phải cái kính nhà mày hai cái kính gỗ nhà mày đầu gỗ như này kéo ra là. Vâng. Nhớ chưa? Xong này kéo vào đấy chứ không phải đùn kéo chéo này. Ừ. Nghe chưa? Vâng, vâng. Mà cái gỗ nhà mày cái tủ chè đấy nhà mày cái kiểu là kéo vào như thế là chứ không phải là tủ ấy chè ấy kia này kéo ngang hai cái kính vào nhau. Con hiểu không phải. Vâng. Thì như nào? Trong khi đó nhà mày lại là đây để thờ các cụ ông bà lại lăn ở dưới. Tức là dưới chân của chúng tôi đó. Vâng. Có cái bát hương không phải bát hương ấy vuông mà bát hương tròn tròn. Vâng. Nha. Vâng. Trong khi đó nhà mày ở trần gian, con nhớ chưa? Thì nhà mày dưới cái ảnh tủ tre thì lại có cái ảnh của chúng mày với một cái ảnh của bố mẹ lại chụp với nhau. Vâng. Để trong ý trong tủ ạ. Thế là thờ có người sống người chết rồi. Bây giờ bỏ ra thì cũng. Ôi thôi 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 thế con hiểu rồi con không biết con xin con bẻ con bỏ ra có đúng không ạ? Trong tủ đấy nhà này bẻ hai cái ảnh vợ chồng mà chụp chung với một ảnh nữa cơ. Vâng vâng vâng. Vâng con đúng không con Thúy? Là lần chồng chết thế kia cháu. Con xin cụ ra cụ cứu con mày. Thế nên là để nói ra thì bảo là các con các cháu tao nói ra bảo là. Vậy các cụ hớm ghê mắng con nhưng mà đó là sự thật nếu không mắng chúng nó thì
thì chúng nó không bao giờ mở mắt. Mà đây là một phải mắng để cho nó mở mắt ra cái đúng cái sai của các con nhà mày. Và đây là một ảnh như các ngài hay là con thờ cái gì con thờ dưới nhà mày còn để sập. Xong là tại sao mà con cái cháu chắc chúng mày bỏ nhau, đã thờ Thiên Chúa giáo và thờ tổ tiên đã lẫn lộn để thờ, ý là cái ảnh của chúng mày để cài ở đấy, chúng mày nghĩ là đồ chơi. Và cái cánh cửa tủ ở trần gian, ví dụ đây là cái cánh, thấy chưa? Con hiểu. Đây trong này là cái ảnh của bố mẹ mày chụp chung với nhau. Chỗ này lại có một cái ảnh to của cánh của các cháu. Xong ngoài cái mặt kính ngoài này, tức là bên trong là thờ như thế để như thế. Bên ngoài là chúng mày này ảnh cưới của vợ chồng các cháu, cái ảnh nhỏ nhỏ xong gài cái chỗ này à? Con đúng rồi cụ ạ. Con nhớ chưa? Thế là bỏ nhau là đúng rồi. Thế hôm nay con mới đi gọi cụ. Thế nên là đi xem muối người ta bảo nhà mày là có 7 con ma ở vườn, chả có ma hết. Đi mẹ thằng thầy bói nói phép. Vâng, thế con mới bảo đi mẹ thằng thầy bói bảo nhà mày có nghiệp. Nghiệp gì? Không phải là nghiệp ông bà thầy bói, thì bảo là ông bà các cụ nhà ban ở. Không phải là nghiệp của chúng tao. Vâng. Chúng tao cũng làm ác đâu. Vâng. Con này là đang Thiên Chúa giáo đi nhảy phủ nhảy đồng là thành cái nghiệp nó tạo ra. Vâng, thế thôi cháu nó xin lỗi. Thế nên cái nghiệp này là vẫn của con Thúy, không phải của ai mà ra. Vâng. Hiểu chưa Thúy? Thế nhiều cháu mày thôi. Ô thế bây tao thấy mày hay cãi bố cãi mẹ mày lắm. Mà hôm nay mày gặp tao mày không cãi tao à? Mày ở nhà mày cãi bố cãi mẹ mày như chó cơ mà. Mày nói bố mẹ mày mày không sợ gì cả, thế mày gặp tao mày không nói năng gì đi à Thúy? Con xin cô ố, bây giờ con chót dại rồi, con xin cô ố đỡ cho con. Mà mày để con mày cãi mày như thế mà mày nước nước mắt được con? Nhưng mà thương cô là con cũng nói rồi, bây giờ chả nhẽ con bắt gặp con đánh. Cái loại mà chồng bỏ chồng chê, tao nói mày biết bóng chết. Vâng, chồng cháu bị tai nạn chết đấy cụ. Chết thì phải về nhà chồng, trông nom không khói nhà chồng. Nên cái ăn bạ con sốt đất đó. Đấy, thế nên là cuộc sống mới khổ của con là chỉ lấy chồng theo thói nhà chồng. Vâng. Không nào, sai được. Vâng. Mà nó cãi con phải vả cho bà tao già bằng tương đây tao đẻ mày ra, mày đẻ vợ chồng tao ra. Thế bố mày bây giờ già rồi. Bố mày mày tưởng bố mày sung sướng lắm mày, em mày làm đấy bố mày còn đau khổ, bố mày không nói được ra thôi. Vâng. Người đàn ông người ta không nghe chỉ tim người ta, tao ta mắt cho bảo là con ơi bố đau lắm đâu. Vâng. Mà người ta đau từ trong trái tim, trong ruột, trong gan. Người ta con cái một thằng này làm đấy, đứa con thì chuẩn bị bỏ vỡ lở, còn đứa thì nhảy đồng mấy phủ cãi nhau thì ê mới hết cho phủ lọ đồng kia, cốt lọ thánh kia, xong lại về đây xong không dạy được con này xong chỗ đây cánh tay. Thế cháu Hùng với cháu Dự ở như thế nào? Con đúng không con? Vâng. Tao nói đúng cho. Thế nên là Hùng Dự rồi Sơn rồi Dũng thì tao cũng cho xuống đây lớn. Ôi cụ thương các cháu, để các cháu nó con. Thế nên là tao có nói với con là con già rồi, con không bảo được các cháu. Vâng. Thì thôi không phải nói năng gì cho nó mệt ra. Vâng. Thôi cho nó xuống đây ở hẳn với chúng tao. Không, con xin cụ để cho nó còn dạ. Con già con ở xưa với các cháu đây vui cửa vui nhá. Để các cháu nó con còn dựa các cháu. Bây giờ đi trình đồng mở phủ làm cái gì? Tiền không có. Bố mẹ ăn này con bỏ. Không phải là con nói là con bỏ được, con phải giải cung giải quả giải đủ mọi đường. Vâng. Con không phải là tự nhiên con mang lên ra con làm trò. Bây giờ con giải cái thầy bảo là con giải đấy, hay con đi khác con giải thì cũng được cả con. Nhưng rồi bây giờ thầy bảo con thì con biết được không? Theo như cụ là mày xuống đây cụ giải luôn. Ai nuôi con thì con 4 cấm dài 2 cấm ngắn là dài vĩnh viễn ấy họ Bùi Thị Thúy ơi. Con ngắm xem con nó làm cho vợ chồng mày khổ chưa? Khổ đứng khổ ngồi, khổ ngồi khổ đứng chưa? Đây, nói ra thì bảo các cụ đánh đá. Bên nên Chúa giáo người ta không chửi, tôi bảo các cụ nhường tôi để tôi vào tôi chửi cho vì các tôi chửi được vì nó ảo đất của chúng tôi. Thế cụ ơi, mày các cụ còn cụ lộ nhà mày sao? Cụ lộ mày ngại gì nào? Đất là đất của thông gia thông giáo mà cụ ngại. Thế nên là không tử tế nè, không tử tế xuống. Cụ ơi, thế bàn thờ của bên công giáo thế nên à,
thờ sai hoàn toàn. Về con sau nào cái ảnh cưới của các cháu thì con ai để như thế, về con để như thế thì cuộc sống các cháu làm sao mà sung sướng được con ơi. Nhưng mà cái cuộc cái đời các cháu thì sao? Bác Hương mắt coi các cháu để cũng sai. Để thế nào tôi đúng cụ. Ta không có bảo mày về mỏi cha đạo. Thảo bên đời cho biết đâu mà tao bảo. Thế nên này là thôi thì con cái cháu chắc cho nghe nở gốc vụ vị. Cho cái Thúy nó xuống để ở với tao. Không. Mà tao có tiền, tức là tao có tiền tao cho nó đi hầu đồng hầu phố. Cụ ơi. Mà cụ... bây giờ cũng các cụ đạo đời khác nhau kiểu kinh cái sách thôi. Cũng làm cơm làm canh cúng các cụ trước thì cúng các cụ sau thì ăn. Ai ăn của các con đâu? Cụ ơi, ai con... làm gì các con đâu? Cụ ơi con xin lỗi cụ, con cũng bảo là bên đạo ấy chỉ hương hoa hoàn quả chứ không có mâm cao cô đầy như bên nương. Trời ơi. Thế đàn ông với đàn bà có ngủ được với nhau không? Dạ có. Đạo đời đều chỉ khác nhau thế thì lần sau con sửa, lần sau con sửa, con biết rồi con sửa. Thế nên là các cụ đạo người ta ngại người ta không lên. Vâng, được người ta rồi. Bảo thôi thì đi các ông các bà đất của các cụ lên. Vâng. Thế nên là người ta nhầy ngại, còn là chúng mày ở đất của các cụ lên các cụ vẫn mắng bôm bốp và chửi vâng. Teng tét. Vâng, cụ cứ bảo. Thế là vâng. Chả các cụ cái gì. Còn đây ta nói cho nha này, còn các cháu cưới ảnh kiếp của chúng nó thôi con lại còn gắn vào à, cánh tổ cánh chiếc vâng. Để làm cái gì? Thế xong bắt đầu ấy các cháu ồ cứ cho là cái tủ chè nhà cháu chật nhưng nhà cháu còn cái sập ở đấy vâng. Thì các cháu này bày cỗ bày bàn ra đấy cho các cụ hưởng thụ rồi trông nom các cụ để các cụ đậu cho về thuận vâng. Buồm xuôi gió vâng. Nói thật với mày chứ con Thúy trông bóng bảy ngoài ra con nhà mày chả đồng chó nào trong nhà đâu. Bây giờ con nhà mày còn nợ hơn chúa trộm, nợ hơn chúa trộm cũng mắng cho dạ dạ cá. Này còn suốt ngày tối ngủ với chó cơ. Ngủ với chó là gì mày biết không? Thúy. Cụ thông cảm với cháu là chồng nó chết nè. Này bây giờ khổ lắm, khổ lắm, khổ nhiều lắm. Đau khổ lắm. Thế nên là thôi thì tao không nói năng gì. Con cái nhà nó nếu nó không thay đổi con nó phải gánh hoàn toàn sau này vợ chồng mày. Mở mắt nhìn cháu ngoại nhà mày sẽ tương lai sẽ hủy hoại. Rồi là mẹ con nó rồi cuộc sống mẹ con nó sẽ đi vào tăm tối mù mịt ai đưa cỏ về. Cụ ơi thế cái bốn ông con trai của mẹ con đấy thất lạc ở đâu hay xuống sông hay như thế nào mà con chả biết tên mà con cũng chả biết chả biết đâu mà con cũng vâng. Ấy còn bây giờ ấy các con các cháu ấy tùy anh thế thôi nhá. Còn bây giờ đây con cái nhà chúng mày cháu chắc đây. Bây giờ tao chạy ra tòa bây giờ đây. Tao xem giải quyết chúng nó như thế nào. Xong rồi là xem tình hình là có về được với nhau hay là quyết định bỏ nhau. Còn bây giờ đây mày già rồi. Tao dặn này con đi đâu con cũng đừng buồn. Dù đạo đời khác nhau quyển kinh cái sách. Con đi đâu cũng thế con cứ ngẩng cao đầu. Con lấy con cái nó sai thì con phải báo. Chứ không để mà suy nghĩ rồi mà chết ra đây. Chết cay chết đắng rồi đàn đấy để con cháu mình nó đàn đúm mày mới là người khó mày là rẻ chúng ta chỉ tham gia thế thôi tạm biệt cháu rẻ con chào cụ nhưng mà con thắng như nào ở cụ nhá chào rẻ nhá và cụ ơi cụ rồi ấy đợt này nếu có được thì tao sẽ run rủ cho cháu Sơn các cháu về con cháu đừng bỏ nhau cụ nhá thì tao biết rồi thắm Sơn các cháu thằng Hùng thằng Dũng vâng rồi con Thúy nhé con xin phụ vào được phụ cứu con nhà con đi phụ đội cho cho chắc phụ cháu ngoại đấy cho nó ngoan ngoãn cho con mãi. Vâng em biết giờ con là phụ thuộc vào chị và chị tôi nói một câu cuối cùng rồi này làm con đừng bao giờ làm cha mẹ rơi nước mắt và làm con đừng bao giờ cãi mẹ cãi cha và đi vay nặng lãi và tiền không có bảo con mày là ăn ít thôi. Con nhà lính tính nhà quan mẹ con mày tao thấy còn cần nhậu mấy mẹ đớp ít thời nhá. Nói phải nghe thấu võ thế có phải hiểu con xin phụ hộ cho cháu ông trai tao bỏ vợ gái đừng bỏ chồng cụ nhá thì chồng bỏ nhá cái thầy một đứa thì chồng bỏ một đứa chồng chết vâng. Rồi lại bỏ vợ đứa thì nằm liệt giường vâng.
Thế rồi các con với cháu có sung sướng không? Và con khổ lắm, nhưng mà cụ ơi, con vợ chồng thế con mẹ ấy... không cãi mẹ mày với bố mày nữa à? Con bị lỗi rồi cụ. Thế mà mày gặp cụ hôm nay thấy đứt cước à? Cụ ơi, thế mày ở nhà mày xem đi xem. Mày đi mày bảo thôi con cứ đèo mày đi xem thử như thế nào. Hôm nay thử như thế này đấy. Cô lên gặp các cụ là các cụ chửi cho chết cụ nữa chứ. Chửi cô nào là cụ phải cứu con. Con xin rồi cứu con mày. Mẹ cả bây giờ mày muốn con mày đứng đắn, mày muốn con mày không khó, mày muốn con mày sau này là đê, con dai nó không hư, hiểu chưa? Thì mày cũng phải bỏ cái kia ra. Con nghĩ là con có thỏa cái sư phụ có được không? Cháu chồng nhé. Ngày nay cụ ơi con hiểu chưa? Có cần ta kể hết ta không? À, ôi cháu rồi. Biết rồi. Con mày lớn rồi, nó xăm chỗ là cái dạng không phải dạng vừa. Tốt nhất chồng mày chết có thèm thì tôi lấy cái quả dưa chua chọc tạm mà thôi. Chứ đừng đi rồi con cái không dạy được chúng nó sau này đâu. Hiểu chưa? Cháu lấy chồng có được bộ. Mày lấy chồng hẳn đây không sao? Chứ mày mà bồ bị cái gặp cụ ơi, con hỏi cụ thì con xin cụ như này. Con đang yêu cái anh này, con lấy con anh được không? Nhưng mà người ta có gánh được cái nợ của mày, ta biết cái nợ của mày chưa? Biết rồi. À, thế biết rồi thì bảo nó gánh hộ tí. Nhưng bây giờ con lấy anh ấy có được không? Bằng tuổi con. Lấy được, nhưng mà lại về nhà mình hả? Thế bây giờ theo cụ thì có về nhà mình ở, thế nào về nhà người ta ở, thế theo cụ. Nghe cho cụ về nhà này nào. Thế con thế cụ dắt cho con về để con lấy người ta, con về người ta con ở. Thế nhà người ta có đồng ý cho mày về không? Nhà người ta có. Ừ, thôi về bên này. Còn đứa con mày để bên nhà cụ kèm cho. Vâng. Thôi đã chót cho cái đất đấy cho con nhà mày ở. Vâng. Dạy cho nó ngoan. Nhưng mày phải thay đổi là vay mượn và cãi bố cãi mẹ. Vâng. Tao nói mày tao còn sống mà tao có cái loại cháu này nên tao giết. Thế tao bắn ra, tao vâng, bắn ra, tao trộn rồi cứt cháu, cứt ra, cứt tưới cho không vậy. Vâng, bây giờ con xin cụ cho con lên đấy người đấy nhá. Biết rồi nhưng mà thay đổi, thay đổi cái láo, láo thì mẹ ra, cụ cứ đánh nữa chưa? Đừng có bỏ bịch nữa, con xin cổ cụ cho con đi đấy nữa. Được rồi, thế còn yên tâm thôi, có đó chỉ cháu lắm thôi. Thế thôi cho chơi anh, dạ các cụ nhé. Các cụ cứ đẻ ra cái loại lại rồi cho nó đau lòng, cho đẻ bẹ và trứng đập, còn đẻ ra cái loại con láo rồi đánh chết luôn. Bố ơi, con biếu cụ nha. Tôi biết rằng cụ phù hộ cho con mạnh. Hôm nay mày đi thử thế nào cháu? Thế bây giờ cụ sẽ đang xin cụ cho con lấy chồng rồi là chắc con ở con cụ trông cho con. Vâng. Cụ cho con đi nhá. Vâng. Vâng. Con nhưng ngoan nhá. Con ngoan, con chỉ con ngoan. Mày mà không ngoan chết con mẹ mày mới ngoan. Con ngoan cụ cho con lấy chồng.